không mật ong. Cũng chẳng dùng nhiều gia vị khi ướp, như món chân giò heo muối chiên giòn tại tiệm ăn nhỏ trên đường Tân Kỳ Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh này vẫn mang hương vị rất đặc biệt, thu hút nhiều thực khách. Theo chia sẻ từ chủ tiệm, món giò heo muối chiên giòn có nguồn gốc từ Philippines, một cách chế biến khác với các món giò heo quay lá mắc mật hay giò heo phá lấu thường gặp ở Việt Nam.